Hello Kem K Sisters, quay lại một clip mới rồi đây. Và chủ đề clip lần này thì sẽ là về những món đồ make up mà Quỳnh yêu thích nhất trong 2020 vừa qua. Và bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu nha. Phần đầu tiên Quỳnh muốn nói đến đấy là kem chống nắng. Đây là em Sunplay Skin Aqua Tone Up UV Essence. Em này có SPF 50 cộng, PA 40 cộng. Và cũng như cái tên gọi của nó thì mọi người có thể hình dung được là em này nó là dòng kem chống nắng tone up, tức là nó sẽ làm cho da mình hơi sáng hơn một chút khi mọi người bôi lên và không bị quá là trắng bệch đâu. Và em này thì nó ghi chữ Essence ở đây thì đúng là cảm giác nó mỏng nhẹ như là mọi người bôi Essence lên trên da vậy. Và nó không hề gây bí da một chút nào, cũng như là thấm vào trong da cực kỳ là nhanh. Em này thì ngoài ra còn có mùi hương cực kỳ là dễ chịu nữa, nên là Khuê cực kỳ recommend cái em kem chống nắng này. Và Khuê nghĩ là nếu mà hết thì chắc chắn là Khuê sẽ mua ngay lập tức. Và Khuê đã thử qua rất nhiều loại kem chống nắng rồi thì hầu hết đều gây bí da hoặc là gây kiểu nổi mụn ý. Thì em này không hề có những cái đặc điểm đó. Khuê bôi em này tức là có thể từ xuân hạ thu đông đều ok hết. Và nó cũng hơi cảm giác là nó không bị gây bí da cho mình một chút nào ấy. Nói chung là đây là một em kem chống nắng 10 điểm luôn. Và Khuê nhớ là giá của em này cũng không quá cao, nên bạn nào mà đang muốn tìm em kem chống nắng có thể nâng tone nhẹ này, không gây bí da này, thấm vào da nhanh và chống nắng cực kỳ tốt thì rất nên thử cái em kem chống nắng này nha. Tiếp theo là một món đồ make up mà Khuê đã sống không thể thiếu trong 2020 vừa qua, đấy là em kem tone up này của nhà Coringo, tên là Peach Whipping Tone Up Cream. Cái packaging rất là xinh luôn. Em này thì là của Hàn Quốc và một tuyếp như thế này thì là 50ml. Khuê dùng được rất là lâu. Khuê nhớ là cái đây là tuyếp thứ hai rồi. Nhưng mà Khuê mua cái em cũ thì Khuê dùng phải gần 1 năm mới hết cơ. Và khi mọi người bôi lên nó sẽ giúp cho da mình sáng một cách nhẹ nhàng hơn và kiểu nhìn nó trắng hơn ấy, giống như là các chị Hàn Quốc ấy. Thế nhưng mà nó không bị kiểu trắng kem trộn một chút nào cả. Và đặc điểm quan trọng nhất của em kem này đấy chính là nó cũng thấm vào da cực kỳ là nhanh luôn. Và khi mọi người bôi lên cảm giác nó mát mát ở trên da rất là dễ chịu. Và nó không gây bí da như là một vài dòng kem tone up khác Khuê đã thử với Innisfree, Dr. Jart, rồi Laneige. Thì Khuê thấy là em này là cái em kem tone up mà tuyệt vời nhất. Em này thì có mùi hương đào nữa, thơm rất là nhẹ nhàng và dễ chịu. Ngoài ra thì một cái tuýp như thế này bóp ra nó cũng kiểu vệ sinh hơn khi mọi người kiểu ví dụ như mở một cái hộp kem ra thì nó sẽ hơi mất vệ sinh hơn khi mọi người cho tay vào ấy. Và em này thì nói chung là Khuê cảm thấy giữ tông da nó cũng khá là tốt, nó không phải là giữ được quá là lâu. Nếu như vào mùa hè mọi người sẽ chỉ giữ được khoảng tầm Khuê nghĩ maximum là 4-5 tiếng thôi, nhưng vào mùa đông thì sẽ giữ được lâu hơn. Thế nhưng mà khi mà em này xuống tông thì em nó cũng xuống một cách nhìn nó rất là tự nhiên, nó không bị kiểu tối đen lại da đâu, mà kiểu cảm giác như da mình nó kiểu cái kem này và cái da mình nó tệp vào nhau hơn ấy. Và em này thì cũng không bị đổ dầu quá là nhiều như những em tone up khác. Và nếu như mọi người dùng em kem này thì mọi người chắc chắn là không cần phải dùng đến kem nền hoặc thậm chí là cushion nữa luôn, bởi vì em nó có độ che phủ khá là tốt so với em tone up và cực kỳ hợp khi mọi người muốn đi học và đi làm mà nhìn make up một cách tự nhiên hơn thì rất nên thử em. Theo cũng là một sản phẩm liên quan đến da mặt, đấy chính là em phấn má này của bà 3CE tên là Take a Layer. Khuê mua màu Common Time, đây là cái màu mà Khuê thích nhất trong tất cả các màu luôn. Và nó là dạng multi-pot, nó không chỉ là phấn má mà có thể dùng để làm gọi là phấn mắt luôn. Nếu như mọi người cần, thường thì Khuê sẽ đánh em này vừa phấn má vừa phấn mắt vì nhìn kiểu cái tông màu nó hợp với nhau ấy. Và em này thì Khuê dùng hàng ngày luôn, mỗi khi mà Khuê make up Khuê sẽ đánh em này trước, sau đó thì sẽ đánh một cái lớp phấn má hồng dạng bột lên trên, dạng kiểu bình thường ấy. Thì em này nó sẽ giúp cho cái phần má của mình giữ được lâu hơn, màu nó sẽ đẹp hơn. Cũng như là khi mà mình đánh lên trên mắt thì em này bám, Khuê cảm giác là đánh lên mắt thì nó sẽ bám tốt hơn đánh trên má. Thực sự bạn đánh trên mắt thì mình có thể đi chơi cả ngày trời mà không hề bị lo là bị trôi hay gì cả. Và cái màu Common Time này rất là xinh, nó là một màu cam đất. Và nói chung là đánh lên xinh lắm, Khuê kiểu đây Khuê nghĩ là đây là hình như là cái hộp thứ 3 mà Khuê đã mua rồi. Và nói chung là em này lúc nào cũng sẽ có một cái hộp như thế này backup ở trong bộ sưu tầm backup của Khuê, bởi vì là khi mà hết em này thì không biết phải làm thế nào nữa. Một điểm trừ là khi mọi người đánh lên ấy bằng tay thì nó sẽ hơi bị không được giữ được lâu ấy, bởi vì khi mình cho tay vào thì như là cái chất phấn nó sẽ bị hơi bị thay đổi. Thì Khuê nghĩ là mọi người nên thay em này ít nhất là sau tầm 3 đến 4 tháng. Và em này cũng là một cái em mà Khuê dùng gần như là không hề ngừng nghỉ trong 2020 vừa qua. Và đây là một sản phẩm mà Khuê thấy là bất cứ bạn nào cũng nên có, bởi vì là nó make up nhìn lên rất là tự nhiên ấy. Kiểu khi mọi người đi ra ngoài đường, mọi người muốn đánh phấn má và phấn mắt nhanh thì rất nên thử em này, rất là tiện và cũng rất dễ mang theo người nữa. Ok, tiếp theo mình sẽ nói về son. Khuê có rất là nhiều những thỏi son yêu thích năm nay mà Khuê muốn share với mọi người. À, năm ngoái chứ không phải năm nay. Thì ở đây là hai thỏi son high end cùng một hãng thôi, đấy là hãng Gucci. Màu 505 là màu Khuê mua đầu tiên, thì nó là một màu dạng đỏ đất pha một chút base là kiểu hơi có một chút màu cam đất một chút. Nhưng mọi người đánh lên môi người sẽ chỉ hầu hết là sẽ thấy màu đỏ đất thôi.
Em này thì có một cái mùi hương cực kỳ là tuyệt vời, thực sự là mùi hương đúng kiểu như mùi nước hoa Gucci ấy. Thế còn màu tiếp theo Khuê mua là màu 308. Đây, màu này thì Khuê đang mix với cả son Black Rouge ở trên môi, cho nên là đây là một cái màu kiểu nếu như đánh ra tay mọi người sẽ thấy nó không chuẩn lắm đâu. Đánh lên môi thì nó sẽ hơi thiên cam hơn. Nói chung nó là một màu cam nâu đất cực kỳ là tây, và đây là cái màu mà lạ nhất từ trước đến giờ Khuê từng có trong bộ sưu tập son của Khuê. Và cả hai em này thì Khuê dùng rất là nhiều trong năm vừa qua luôn. Em này có một cái chất son mà Khuê thấy là đỉnh của chóp, tức là kiểu nó mịn như bơ và nó rất lì ở trên môi, nhưng nó lại không làm cho môi mình bị khô một tẹo teo nào. Và mọi người chỉ cần quẹt đúng một lớp thôi là môi mình nhìn nó đã rất là đẹp rồi, chứ không cần trồng quá nhiều lớp. Em này thì nó là son thỏi, thế cho nên là đương nhiên nó sẽ không bám tốt như là son kem lì rồi. Thế nhưng mà Khuê cũng không yêu cầu quá cao về độ bám đối với son thỏi, Khuê chỉ cần là nhìn màu lên chuẩn và đẹp và mịn môi thôi. Và em này đặc biệt là sẽ không bám vào rãnh môi của mình một tí nào. Nói chung là đây là hai thỏi son mà Khuê thấy đáng đồng tiền bát gạo nhất trong 2020 mà Khuê đã đầu tư. Đương nhiên là mỗi em đều cũng khá là đắt, giá sẽ khoảng từ tầm 8-900 nghìn. Nhưng mọi người nếu như mà có điều kiện kinh tế và muốn tự thưởng cho bản thân mình một thỏi son đẹp dạng high end thì rất nên thử em Gucci này. Khuê thấy là nó ăn đứt tất cả các son khác của những hãng, ví dụ như Chanel hay Dior, YSL, thì cũng không thể bằng cái son thỏi này được. Đối với cá nhân Khuê thì đây là một em son thỏi cực kỳ đỉnh cao. Tiếp theo thì Khuê có rất nhiều son từ nhà Black Rouge. Sắp tới sự Khuê sẽ làm một clip chuyên về son Black Rouge, thế cho nên nếu mọi người thích thì hãy nhớ like cũng như là comment dưới video này để Khuê biết nhá. Thì hai màu son mà Khuê dùng nhiều nhất trong năm vừa qua của Black Rouge, như mọi người thấy là nắp kiểu bay hết cả màu và chữ cũng bay bởi vì là Khuê dùng quá nhiều, thì đấy là màu A06 và màu A12. Đây là hai cái màu đi với nhau đẹp kinh khủng khiếp. Màu A06 này thì là màu dạng như đỏ cam cháy, còn em A12 này thì sẽ hơi tối hơn, nó sẽ hơi pha nâu hơn một chút. Thế nhưng mà khi chồng lên nhau thì đẹp kinh khủng khiếp mọi người ạ. Và thực sự đây là hai cái màu son mà Khuê nghĩ là cơ bản ở trong nhà Black Rouge mà mọi người rất nên thử. Vì là hai cái màu này tôn mọi loại da mọi người, dù da trắng, da ngăm hay da trung bình hay gì đấy thì vẫn có thể đánh được màu này. Nói chung là hai màu này đẹp dã man tàn bạo, Khuê cực kỳ recommend luôn. Và Khuê cảm thấy là chất son của A06 và A12 cũng là hai chất son mà rất đỉnh của nhà Black Rouge. Tức là nó mịn vừa phải, nó đặc vừa phải và nó cũng bám, Khuê thấy là tốt nhất trong tất cả các dòng son Black Rouge từng ra. Thì đây là hai em mà Khuê recommend nhất. Tiếp theo thì là hai thỏi son mới nhất từ nhà Black Rouge. Đấy chính là dòng mới nhất này, mọi người thấy là nắp nhũ rất là đẹp. Đây là cái thỏi son mà Khuê nghĩ là có packaging đẹp nhất trong tất cả các dòng của Black Rouge. Khuê mua màu A34 và A37. A34 thì là một màu dạng cam pha một chút đỏ, nói chung là thiên cam nhiều hơn. Thế còn cái A37 này là kiểu dạng đỏ cam gạch, nói chung là hai màu này đánh kết hợp với nhau rất là đẹp. Tức là nhà Black Rouge, Khuê thấy là chất son rất là thích này, không bị khô môi này, độ bám tốt. Và thứ hai nữa là khi mà mình đánh lên ấy, mình mix các màu với nhau rất là dễ, kiểu nó rất hợp với nhau ấy. Thì đây cũng là combo son mà Khuê dùng rất là nhiều trong năm 2020 vừa qua. Em này thì Khuê thấy mọi người chê nhiều nhất là mùi hương giống mùi kẹo cao su, nhưng đối với cá nhân Khuê thì Khuê không thấy là nó làm Khuê quá là khó chịu. Ok, và tiếp theo thì là ba dòng son của nhà Black Rouge nữa. Em này thì Khuê nhớ hình như tên của nó là Tarot thì phải, nếu Khuê nhớ không nhầm Khuê sẽ để tên ở đây, nhưng mà Khuê nhớ nhầm tên. Em này thì là một dòng khác và nó chất son cũng khác hơn. Khuê đang đánh ở trên môi đây, Khuê đang đánh màu 12 và màu 09. Màu 12 thì là màu kiểu dạng đỏ cam, kiểu dạng màu cam nâu đất. Thế còn cam nâu đất kiểu khá là đậm ấy. Thế còn màu 09 thì là một màu dạng cam đất thuần luôn. Và màu 11 này thì là một màu dạng đỏ cam cháy, nó sẽ khá là tươi tắn. Nói chung là cả ba màu này Khuê đều rất là thích và hoàn toàn có thể mix với nhau được. Chất son của em này thì sẽ hơi dạng lì hơn cái em Velvet Teen vừa nãy. Và em này thì độ bám sẽ không thể tốt bằng cái em vừa nãy được. Thế nhưng mà nó cũng kiểu bám khá là ok, nếu như mọi người chỉ ăn vặt thôi. Và em này thì cái lớp finish của nó lì nên là nhìn lên trên môi mình rất là mịn, cảm giác như môi mình có một lớp filter ấy. Và màu sắc của Black Rouge thì bao giờ cũng rất là đỉnh. Chỉ có một điểm trừ đối với em son này, đấy là Khuê thấy là cái độ bám nó không quá là tốt thôi. Chứ ngoài ra thì về màu sắc rồi chất son các thứ thì Khuê cực kỳ là ưng ý. Ok, vậy là clip đã kết thúc rồi. Xin cảm ơn mọi người đã xem hết clip lần này. Và nếu mọi người thích sản phẩm nào trong clip giống như Khuê, hoặc là mọi người recommend thêm để cho Khuê thử, thì hãy like, comment cũng như là subscribe cho Khuê nhá. Ok, bye bye. Chọn một thỏi thôi. Hôm 20 vừa qua em một cái lọ mới, cái hộp mới, lọ mới không phải tại sao.